Mình chào cả nhà nhé. Hôm nay gia đình nhà mình sẽ đi ăn đồ nướng này, đi ăn kinh barbecue này. Các bạn đi theo gia đình nhà mình xem ăn trong này có những món gì nhé. Đấy, quán ở đây thì mình thấy là ăn đồ chấm rất là ngon nhé. Cũng cái nước sốt của nó ấy. Đấy, các bạn đi theo gia đình nhà mình nhé. Đó. Xinh chưa? Đây, ở đây thì nhà mình kêu suất buffet này. Ở đây có mấy loại buffet ấy. Thì nhà mình kêu suất này buffet là 349.000 một suất. Đấy, chưa gồm VAT nhá. Các bạn thấy rau sống ở đây rất là ngon này. Đồ ăn đấy, miếng thịt thì rất là tươi và dày. Có nhân viên họ nướng cho mình luôn đấy. Đây, mình đi xem buffet có những cái gì nha các bạn. Đây chính là món súp tráng miệng này. Đấy. Đây là canh rong biển này. Rất là sạch sẽ này. Đây, cái nước sốt đồ chấm này rất là nhiều loại này. Đây chính là tteokbokki này. Rau củ quả luộc này. Đây, thịt bò hầm này. Với các loại rau củ này. Đấy, đây là những cái đồ ăn kèm chiên xào đấy. Đấy các bạn, những cái này thì mình ăn thoải mái nhá. Rồi, mình xem bên này có những cái gì này. Đấy, bát đũa ở dưới đầy đủ này. Đây là chè nhá. Trái cây. Sữa chua nếp cẩm. Đó. Những đồ mình ăn này, mình thích ăn kèm những rau này. Đồ nướng này. Rồi, đấy các bạn này. Sẽ có một bạn là nhân viên nướng phụ mình nhá. Không hề có khói này. Đồ ăn ở đây rất là tươi ngon. Đấy, mình kêu buffet nên là mình thích ăn món gì thì mình cứ kêu thoải mái ra nhá, khi nào ăn no thì thôi. Nước thì nhà mình cũng kêu buffet luôn để cho mấy bạn đấy thích uống nước hoặc là ăn kem gì cũng được thoải mái. Rất là sạch sẽ. Đồ ăn tươi ngon. Đây cái suất nhà mình kêu ấy, thì là nó sẽ có hải sản là có tôm nhá. Tôm này là tôm càng xanh này với lại mực ấy, mực thì ăn rất là giòn và thơm và ngon, mực tươi. Đấy, các bạn ấy đang nướng cho mình đây. Mình quay sát cho bạn xem này. Thịt bò kìa. Miếng thịt bò rất là dày và to nhé. Ăn rất là ngọt thịt. Rất là tươi. Sau đó thì mình thích chấm cái gì thì mình chấm kèm. Mình thấy cái nước chấm ở đây họ làm rất là ngon. Mình rất là thích. Đấy. Đang có cái ưu đãi đó là chúng ta mà chụp hình check in ở Facebook ấy thì là sẽ được miễn phí cái suất buffet nha các bạn. Buffet miễn cái suất buffet đồ uống ấy. Còn đồ ăn thì không nhá. Buffet đồ uống thì 39.000 một người. Đấy, hôm nay nhà mình thì đi hai người lớn, trẻ em cao dưới 1m3 như em bé nhà mình thì là mất 30% một vé. Còn như cái bé nhỏ xíu kia thì không mất gì nhá. Đây, tôm nướng xong bạn đấy, nhân viên bạn nên phụ mình lột dùng luôn đây này. Đấy, phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo, sạch sẽ. Gọi đồ ăn lên rất là nhanh. Thế thi thoảng chúng ta mà có khách hay là có bữa tiệc hay như nào ấy, lâu lâu ấy thì cho cả gia đình nhà mình đi ăn nhá. Đây là bé nhà mình đãi cả bố mẹ. Đây là do là bạn ấy muốn bố mẹ đi học phụ huynh đầu năm ấy, mình bảo cho bố đi thôi. Thế bạn ấy muốn cả mẹ đi cùng nữa. Thế là bạn ấy bảo là bạn ấy khao. Đó. Thì bé nhà mình ở nhà là cứ hay bạn ấy phụ làm cái gì đó thì mình sẽ bo cho bạn đấy. Dọn nhà hay là giúp mẹ làm mọi việc nhà thì sẽ cho bạn ấy 10.000, 20.000.
tùy. Thế xong bạn cứ tích cóp vào đấy, vừa giúp được mẹ này, vừa được tiền thì rất là thích. Đó, bé nhỏ nhà mình cũng rất là thích ăn này. Đấy, có đồ ăn cho trẻ em mà. Nhà mình đi ăn ở đây cũng được mấy lần rồi ấy, thì mình thấy mỗi lần đi thì là thức ăn đều thay đổi nhá. Những cái đồ mà ăn buffet mình quay ở phía trên thì tùy hôm có loại chè này, loại chè kia ấy, thay đổi cho mình. Đó. Đấy, nhà mình đi thì cũng hơi sớm nên là có bạn đi nướng cho. Thì khoảng khách đông thì mình sẽ tự nướng nhé. Đây chính là canh mì đây này. Miến dày. Đây bé nhà mình ăn kem sầu riêng. Đấy. Nhà mình đi hơi sớm nên khách chưa được đông lắm. Chứ một chút nữa là khách sẽ rất là đông này. Và mình cũng đi vào giữa tuần nữa, mình nếu mà cuối tuần là đông kín luôn nha các bạn. Nhà mình không dám đi cuối tuần đâu. Cái quán này kiểu kinh BBQ nọ ở Aeon Hà Đông ấy. Đấy, đây. Khách vào kín rồi đây các bạn này. Vừa nãy nhà mình vào sớm nên là vẫn còn rộng rãi thoải mái thì có bạn đến nướng kèm ấy, bây giờ khách đông quá rồi nên là mình tự nướng này. Nhưng mà tôm ấy mình nướng đấy thì là bạn ấy bảo là cứ nướng hết xong rồi bạn ấy sẽ phụ bạn nột dùm này. Như vậy là cũng rất là ok rồi. Đấy, bé nhỏ nhà mình rất là quậy nên ăn trong quán lúc ăn là vẫn phải cứ theo sát bạn đấy này. Nhưng mà rộng rãi thoải mái nhá, tha hồ chạy này. Đấy. Rồi, nhà mình đã ăn xong, bây giờ bạn nhân viên bạn ra bạn đi bảo check in để được giảm miễn phí cái đồ uống này. Các bạn xem cả gia đình nhà mình ăn thanh toán hết bao nhiêu nhá. Đây bạn ơi. Đó, tổng cộng là 867.240 đồng. Đó. Đây, cả nhà chụp hình để check in đây bạn này. Nhân viên bạn chụp giùm đấy. Bình thường chỉ có mình hay làm caramel mình quay thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của gia đình nhà mình nhé. Nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ cho cả nhà mình nhé.